Sáng nay, Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2023-2028. Nổi bật nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động cán bộ hội viên khắc phục khó khăn, hăng hái tham gia sản xuất kinh doanh đạt được nhiều kết quả tích cực, với tổng doanh thu trên 154 tỷ đồng. Hoạt động phong trào hội tiếp tục có nhiều đổi mới, có sức lan tỏa cao, như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình thành phố 4 an, cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, công tác nghĩa tình đồng đội được quan tâm chú trọng, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được đẩy mạnh. Đại hội cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, góp phần định hướng cho công tác phong trào hội trong nhiệm kỳ 2023-2028.